Ngày 26 tháng 12, Vietinbank tổ chức lễ công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ tại Vietinbank Bình Dương, Vietinbank Khu Công nghiệp Bình Dương và Vietinbank Đông Sài Gòn. Đến dự buổi lễ, về phía Vietinbank có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc khối nhân sự, ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Xuân Vũ, trưởng văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban trụ sở chính, ban giám đốc và cán bộ chủ chốt các chi nhánh. Nhiều lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngân hàng nhà nước cùng khách hàng thân thiết đã đến dự lễ và chúc mừng tân giám đốc các chi nhánh. Theo đó, Hội đồng Quản trị Vietinbank đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Bình Khánh, Giám đốc Vietinbank Khu Công nghiệp Bình Dương giữ chức vụ Giám đốc Vietinbank Bình Dương, bà Trần Thị Hạnh Nhung, Phó Giám đốc Vietinbank chi nhánh 6, thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Vietinbank Đông Sài Gòn, giao nhiệm vụ cho ông Võ Văn Biểu, Phó Giám đốc phụ trách Vietinbank Khu Công nghiệp Bình Dương trong thời gian chờ hoàn thiện quy trình thủ tục hiệp y công tác cán bộ với chức danh Giám đốc Vietinbank Khu Công nghiệp Bình Dương. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ nhấn mạnh, đây là sự tin tưởng, ghi nhận của Hội đồng Quản trị đối với những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác, cống hiến và cũng là thử thách mới, đòi hỏi các cán bộ quản lý phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, toàn tâm, toàn sức thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ cũng gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác quý báu của chính quyền địa phương, ngân hàng nhà nước và quý khách hàng, đối tác thân thiết với các chi nhánh Vietinbank trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm lần này bày tỏ niềm vinh dự đối với sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị Vietinbank. Các đồng chí tân lãnh đạo các chi nhánh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng nắm bắt công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị tin tưởng giao, góp phần vào thành công chung của hệ thống Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.